Em đang thắc mắc là con beta của em không bị gì mà cho nó kè, nó không chịu kè. Anh giải thích giúp em được không? Ok, coi clip này đi, anh giải thích cho em ngắn gọn, xúc tích dễ hiểu. Với kiến thức, kinh nghiệm cũng như là trải nghiệm của anh khi anh chơi dòng cái beta này á, những cái gì mà mình không thấy á, không có nghĩa là nó không xảy ra nha em. Mặc dù á, anh chưa biết là con cá của em nó như thế nào, nhưng mà quanh đi quẩn lại nó cũng chỉ có mấy nguyên nhân khiến cho con cá beta nó không chịu kè thôi. Không dài dòng nên sẽ đi thẳng vô vấn đề nha. Cái nguyên nhân đầu tiên cũng là cái nguyên nhân quan trọng nhất, đó chính là em phải mua một con cá beta biết kè trước đã. Anh nói vậy chắc có nhiều người sẽ nói là trời, cá beta gì mà không biết kè hả? Xin lỗi mọi người nha. Đầy. Tại vì thứ nhất á, là được nuôi trong một cái môi trường không đúng nè. Thứ hai á, là con cá beta đó bắt phải kè liên tục 24 trên 24 luôn. Thì đối với cái loại cá beta này á, mà kè như vậy á, sẽ làm cho cá nó suy rất là nhanh. Mà khi mà cá mà đã suy rồi á, thì bây giờ anh em mà muốn cho nó kè lại hoặc là muốn cho nó phục hồi lại á, xin lỗi anh em nha, cực kỳ lâu hoặc có thể là không bao giờ phục hồi được luôn. Chính vì vậy khi mà mình mua cá, mình phải test trước coi là con cá của mình nó biết kè hay không. Mình test bằng cách nào? Mình có thể đem theo cây kè, mình ra mình kè ngay trực tiếp tại tiệm cá. Thứ hai là mình cho nó kè với những con cá khác coi nó có kè hay không. Lúc đó mình mới xuống tiền mình mua con cá về. Là chắc chắn là con cá mình mua là con cá vừa sung vừa khỏe rồi ha anh em ha. Còn cái vấn đề thứ hai đó chính là nguồn thức ăn. Bây giờ một con cá beta mà nó suốt ngày nó ăn cám á, thì làm sao mà nó sung bằng một con cá beta nó ăn thức ăn tươi sống. Vậy nên á, một tuần á, ít nhất á, anh em phải nên cho cá beta của mình ăn thức ăn tươi sống từ 1 đến 2 lần. Chẳng hạn như là trùng chỉ, trùng huyết, hoặc là lăng quăng, bo bo. Tất cả những cái đó đều làm cho con cá beta của mình nó sung. Mà những anh em nào mà cho ăn cám thường xuyên á, mình cũng khuyên anh em á, là nên lâu lâu bổ sung cho nó cái men tiêu hóa để tránh cho nó bị sình bụng. Tại vì những con cá beta này, cái bệnh sình bụng của nó làm cho nó bị suy rất là nhanh. Sau khi cho tụi nó ăn xong á, thì phải cho tụi nó vận động để cho tụi nó tiêu hóa. Thì cách tốt nhất vẫn là cách cho nó kè nha anh em ơi. Đó, mình vẫn cho cá mình kè thường xuyên. Và mỗi ngày mình tập kè cho tụi nó từ 10 đến 15 phút là ok. Và mình có một lời khuyên này dành cho những anh em chơi cá beta, đó là anh em nên mua cá của những anh em chỉ chuyên chơi cá beta thôi. Tại vì thứ nhất là họ có am hiểu về loài cá này. Thứ hai là họ sẽ support cho anh em, hỗ trợ cho anh em rất là tốt trong vấn đề cá bệnh cũng giống như là cá có vấn đề gì. Cái này mình cũng tâm sự thiệt với anh em luôn. Có nhiều anh em mua cá ở chỗ khác á, xong anh em nhắn tin qua anh em hỏi mình cá em bị dày, anh chỉ em được không? Thật sự ra mình chỉ thì mình cũng chỉ được đó, tại vì mấy cái đó mình biết hết à. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là anh em mua cá của ai, thì khi cá gặp vấn đề anh em phải báo cho người đó biết trước để người ta support cho anh em chứ. Còn nếu như người ta bán xong á, mà người ta phủi tay chối bỏ trách nhiệm á, thì anh em nên coi lại cái chỗ bán cá đó như thế nào. Còn mấy anh em còn mắc cười hơn nữa nha. Vô nói con cá này em mua có 20.000, 30.000 à. Đầu đầu giờ anh em nào có mấy con cá giống của tôi đang quay clip gì nè, anh em báo giá tôi 20.000, 30.000 đi, tôi mua hết cho anh em. Vậy đi cho nó nhanh. Chứ giờ tôi cũng không biết gì hết làm sao nữa. Bây giờ mỗi con cá nó đều có cái giá trị riêng hết, tiền nào của nấy thôi. Còn nếu mà anh em cảm thấy mà con cá 20.000, 30.000 mà nó đáp ứng được cái nhu cầu của mình á, cái con mắt mình nhìn mình ưng á, thì anh em cứ mua thôi, đâu có vấn đề gì đâu nè. Mà anh em nên nhớ câu này, chỉ có người mua lầm thôi chứ người bán người ta không có lầm đâu anh em. Con cá mà 20.000, 30.000 á, thì mình nói thiệt á, là nó cũng có một vài vấn đề gì đó, hoặc là form fit của nó không được chuẩn hay cái gì thì mới có giá đó. Hoặc là người ta bán cho anh em xong người ta cũng mặc kệ anh em thôi, chứ người ta cũng đâu quan tâm đâu. Xong rồi cá bị gì anh em quay qua anh em nhắn tin cho mình hỏi tiếp. Thế nên là hãy là một người chơi cá văn minh. Mình ưng con nào thì mình mua con đó. Giá cả thì cũng có hết rồi, theo cá hết. Thấy bên nào tư vấn dễ thương nè, nhiệt tình nè, hỏi cái gì cũng chỉ hết á, thì mua cá ủng hộ cho người ta. Vừa hợp tình, vừa hợp lý. Anh em làm cá cũng có động lực để mà làm cho những con cá đẹp cho anh em ngắm. Đúng không nè? Nếu thấy anh Bút nói đúng thì đừng quên thả tim, chia sẻ cũng giống như là ủng hộ cho anh Bút nha. Mãi yêu.